xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Nhà Về Tâm Led. iPhone XS Max với iPhone 11 Pro Max thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình chiếc điện thoại nào? Mình tin chắc là 95% câu trả lời sẽ là iPhone 11 Pro Max rồi. Nhưng mà khoan đã, chúng ta hãy xét cho một trường hợp khác. Ví dụ như là bạn đang có 16 triệu đồng và khi mua XS Max thì các bạn sẽ dư được 4 triệu để sắm đồ Tết. Hay là các bạn sẽ mượn thêm 4 triệu đồng cho đủ 20 triệu để sắm con 11 Pro Max. Đây, vấn đề chính là nằm ở đó đó các bạn. Và video ngày hôm nay mình chỉ muốn nói với các bạn một điều thôi. Đó chính là không nhất thiết phải chọn iPhone 11 Pro Max. XS Max cũng đã quá đủ rồi. Và lý do tại sao thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay video nha. Đầu tiên thì như mình đã nói ở trên, XS Max rẻ hơn nhiều so với 11 Pro Max. Cụ thể thì tại Vietnamnet, XS Max cũ đang có giá tầm 12 triệu đồng. Còn mẫu iPhone 11 Pro Max thì phiên bản rẻ nhất cũng đã tầm 20 triệu đồng rồi. Đây là một khoản chênh lệch thực sự là đáng sợ và nếu như kinh tế của các bạn không quá dư giả. Và dĩ nhiên là tất cả đều là máy cũ. Nếu các bạn mua máy full post hay là QHT thì giá nó còn cao hơn nữa. Nhưng mà mình khuyên các bạn là với iPhone ấy thì chúng ta có thể thoải mái mua máy cũ. iPhone là một chiếc máy cực kỳ bền và nó rất là khó bị hư hỏng, cũng như là không cần phải lăn tăn về vấn đề update này kia, cho nên các bạn có thể xài ngon lành trong ít nhất là 3 đến 5 năm nữa. Quay lại câu chuyện thì những lý do nào khiến cho XS Max đã quá đủ với những nhu cầu hiện tại của chúng ta? Đầu tiên thì mình sẽ nói về mặt hiệu năng trước nha. XS Max được trang bị con chip A12, RAM 4GB, còn 11 Pro Max thì là con chip A13. Tất nhiên là con chip A13 nó sẽ mạnh hơn con chip A12 rồi. Theo như điểm số mà mình đo được trên phần mềm AnTuTu á, thì 11 Pro Max nó đạt 520.000 điểm, còn XS Max thì đạt hơn 400.000 điểm. Các khoản trải nghiệm như là game cũng rồi độ mượt mà, độ nhạy của Face ID thì 11 Pro Max nó sẽ trội hơn XS Max. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là con chip của XS Max nó bị yếu thế. Con chip A12 của XS Max nó vẫn còn rất là ngon, cân được mọi tựa game trên thị trường. Chơi PUBG hay là Liên Quân thì vẫn mát setting phà luôn. Face ID cực kỳ nhạy ngay cả trong bóng tối. Đa nhiệm thì mượt mà, không thể chê vào đâu được. Còn về nhiệt độ máy thì mình cảm nhận là hai con máy này nhiệt độ nó cũng xem nhau thôi, không có gì quá khác biệt. Về phần pin thì XS Max sở hữu viên pin 3174mAh. Phải nói là Apple họ tối ưu pin rất tốt về cả chất lượng và hiệu suất. Với dung lượng này thì các bạn có thể xài cả ngày với các tác vụ cơ bản như là nghe gọi, Facebook, check mail, thỉnh thoảng thì xem một vài video trên YouTube cũng được. Còn nếu bật 3G hay là chơi game nhiều này kia thì tầm 1 đến 2 giờ chiều là phải sạc rồi. Còn với 11 Pro Max thì viên pin có dung lượng cao hơn là 3969mAh, cho thời gian sử dụng dài hơn thì tiền nào của nấy thôi. Với khoảng chênh lệch 8 triệu đồng giữa hai chiếc máy này thì iPhone XS Max có thể là một chiếc smartphone khá là bá đạo trên thị trường tập trung rồi. Nhưng mà để so sánh với lại 11 Pro Max thì vẫn còn một khoảng cách. Về khoảng màn hình thì mình thấy chất lượng của hai em này cũng không có gì quá khác biệt cả. Đều là kích thước 6.5 inch, rồi độ phân giải là Full HD+, tỷ lệ màn hình là 19.5:9, mực độ điểm ảnh là 458 ppi, tấm nền là Super Retina AMOLED. Độ sáng màn hình của iPhone 11 Pro Max á, thì được nâng cấp hơn là 800 nits thay vì 625 nits như là ở XS Max. Tuy nhiên thì mình thấy về chất lượng hiển thị của hai em này thì cũng không có gì khác biệt cả. Khi nào mà các bạn xài XR á, rồi các bạn nhảy sang 11 Pro Max thì các bạn mới thấy rõ ràng sự khác biệt thôi. Còn XS Max với 11 Pro Max thì cũng như nhau cả. Camera kép của XS Max chất lượng chụp rất tốt, chống rung khi quay video cũng rất ok. Quay video là một ưu điểm số 1 trên iPhone và hầu như không có một chiếc điện thoại nào có thể quay video tốt hơn iPhone. Tuy XS Max không có ống kính gốc siêu rộng như là trên 11 Pro Max, nhưng mà bấy nhiêu đồ đó thôi thì cũng đủ cho các nhu cầu sống ảo của chúng ta rồi. Và đây là một số hình ảnh mà mình chụp được từ XS Max. Mặc dù chụp ban đêm nhưng mà chất lượng hình ảnh vẫn rất tốt. Còn nếu chọn 11 Pro Max thì các bạn sẽ có thêm một ống kính gốc siêu rộng, khả năng chống rung ngon lành hơn, chụp đêm ảo dịu hơn. Và các bạn có thể quay được video 4K ở cam trước nữa. Và một điều rất là hay là nằm ở chỗ audio voice. Có nghĩa là lúc mà chúng ta quay video á, chúng ta zoom cận lại thì voice của nó cũng sẽ to hơn, rõ hơn, rất là hay. Còn về thiết kế thì sao? Khi mà nhìn từ mặt trước á, thì hai chiếc điện thoại này giống nhau như đúc vậy, đều là màn hình tay thỏ, rồi kích thước, rồi độ dày của viền màn hình cũng bằng nhau, rồi vị trí của các phím âm lượng, phím nguồn, giải loa, cổng sạc vân vân, nói chung là không khác biệt gì cả. Lật ra mặt sau thì chúng ta mới thấy sự khác biệt. Mặt lưng của hai con máy này đều là kính, nhưng mà XS Max là kính bóng, còn 11 Pro Max là kính mờ. Đối với mình thì mình thích kiểu kính mờ hơn, vì khi cầm á, nó có một độ bám nhất định ở tay, cảm giác cầm rất là thích. Với lại nó cũng ít bị bám vân tay hơn, cũng như là đỡ bị xước
hơn so với mặt kính bóng của Elon Musk. Nhưng không có gì phải lo lắng cả, vì ốp lưng sẽ giải quyết vấn đề này. Khi mang ốp rồi thì mặt lưng nào cũng giống nhau cả thôi. Cũng không ai rảnh mà cầm chiếc điện thoại của các bạn lên, tháo cái ốp lưng ra để xem chất liệu mặt lưng của nó là gì. Còn nếu như bạn là người không có thói quen xài ốp lưng, muốn xài máy trần cho nó ngầu chẳng hạn, thì mới cần quan tâm đến vấn đề này thôi. Nhưng mà mình nghĩ thì chắc ít người như vậy lắm. Cái khác biệt to đùng tiếp theo là ở phần thiết kế cụm camera. Elon Musk có cụm cam kép được đặt dọc ở phía sau thân máy, còn 11 Pro Max là cụm 3 camera được đặt trong một cái khung vuông. Với thiết kế này của 11 Pro Max thì có rất là nhiều người không thích bởi vì trông nó khá là thô, còn với Elon Musk thì nó mảnh khảnh hơn, tinh tế hơn. Cái logo quả táo trên 11 Pro Max cũng được chế xuống dưới thấp hơn hẳn so với cái logo trên Elon Musk, và cũng không có dòng chữ iPhone ở mặt lưng của 11 Pro Max. Ngoài ra thì 11 Pro Max nó nặng hơn và dày hơn một tí so với Elon Musk. Tổng kết lại thì với những gì mà Elon Musk đang thể hiện thì nó vẫn là một chiếc iPhone đẳng cấp, là mơ ước của biết bao người, mang đến khả năng ổn định cực kỳ cao trong mọi tác vụ, từ nặng đến siêu nặng như là giải trí rồi chụp ảnh rồi công việc. Và như mình đã nói ở trên thì sự chênh lệch về mức giá giữa Elon Musk và 11 Pro Max vẫn rất là lớn luôn, tận 8 triệu đồng, rất là đáng để chúng ta cân nhắc. Nếu là các bạn thì các bạn có đánh đổi thêm 8 triệu đồng để đổi lấy những nâng cấp trên 11 Pro Max hay là không? Hãy để lại comment ngay bên dưới. Và các bạn cũng đừng quên subscribe và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ tụi mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!